À, giờ là bắt đầu phát quà cho người ta. Trước tiên thì cũng có lời cảm ơn các mạnh thường quân bên kinh của anh Tiến Dĩ đã hỗ trợ cho bà con ở xóm trọ nghèo dân lao động làm hồ bán giấy số. Cũng gửi lời cảm ơn. Rồi, rồi chào em ha. Thưa quý vị thân mến, hôm nay thì Tuấn Vĩ lại tiếp tục làm việc qua online để giúp đỡ cho một số cô chú anh chị đang còn gặp khó khăn. Thì như trong những ngày qua đó thì chúng ta cũng thấy là đa phần là các anh chị cô chú ở các dãy nhà trọ. Những cô chú anh chị ở dãy nhà trọ đó là đa phần là công nhân hoặc là những người gọi là lao động phổ thông đó quý vị. Chẳng hạn như là bán vé số hoặc là làm những công việc mà gọi là thu nhập thấp. Cho nên là khi mà chỉ thị 16 ngưng hoạt động cái là các cô chú anh chị đã phải chịu cái sự mà thiếu thốn rất là nhiều. Và hôm nay đó thì Tuấn Vĩ đã kết nối được một nhóm của em Ngọc ở tại phường Tân Quy Đông của thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Và giờ đây mời các cô chú và các anh chị chúng ta cùng gặp gỡ bên nhóm của em Ngọc. Rồi, em tên gì và ở đâu em giới thiệu cho anh biết được không? Em tên Ngọc, em ở nhà trọ của cô Tư, Phúc Tươi, phường Tân Quy Đông. Tân Quy Đông của Đồng Tháp mình đó ha. Đồng Tháp Sa Đéc. Rồi trên đó thì hiện tại đang gặp khó khăn như thế nào em? Ở trên đây mấy cô cũng bán giấy số với người ta làm hồ không ạ, nên mà không có ai cho ở chân á. Giờ em thấy anh Tiến Dĩ giúp đỡ cho người ta đó. Em cũng điện cho anh Tiến Dĩ để giúp đỡ cho mấy cô đây ở đây. Rồi hổm giờ thì đã được cái sự tương trợ của nhóm nào hay là của tổ chức nào chưa? Dạ chưa anh ơi. Rồi ở xung quanh đó thì có ai không cho anh gặp chút xíu được không? Dạ, có mấy cô ở nhà trọ chung nè. Cho anh gặp chút. Con chào cô. Chào chú. Dạ. Cô tên gì cô ạ? Cô tên cô dì Ba Châu. Dì Ba Châu. Vậy là cô cũng ở phòng trọ đó hả cô hả? Ở nhà trọ tại đây thì không tư luôn con. Dạ, con chào cô kế bên, cô kế bên tên gì? Chắc cô nghe không rõ. Dạ, vậy là mình cũng ở dãy nhà trọ đó hết ha. Dạ. Rồi ở trên đó thì hai cô thì làm nghề gì hết? Cô thì ở nhà, người em cô bị tim không làm gì được hết, cái chị này em bán giấy số, tôi sống hàng ngày. Bà chị đi bán giấy số. Dạ. Dạ. Dạ vậy ha. Dạ. Con thì nghe cái cô gái chủ máy này có trình bày nên là con cũng hỏi thăm để xác minh ở trên đó coi thử nó khó khăn như thế nào. Dạ. Rồi em ơi, em đi vô cái hướng trong nhà trọ cho anh coi cái dãy nhà trọ đó chút được không? Em gái. Được rồi, em đứng đó cũng được, em đứng đó em quay cũng được. Rồi em đưa cái máy xuống chút xíu coi giỏi trên trời không hả? Rồi, ok, anh thấy rồi. Rồi, anh thấy rồi. Ở đó tất cả bao nhiêu phòng hết? Được rồi, em đứng đó thôi em. Khỏi vô nữa đi, vô trong nó sợ đôi khi nó mất sóng á, nó xa nó mất sóng. Dạ, chào anh. Dạ. 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 Rồi Vĩ cũng đang kiếm cách để hỗ trợ cho bà con ít lương thực đấy. Dạ. Dụng đây nói chung là cũng ít người mà hỗ trợ lắm anh ơi. Dạ. Bây giờ tắt chung đa số bán số là nhiều. Dạ. Người già thì nhiều hơn trẻ. Mấy tháng thì nói chung tháng này ta mới cấp được 5 kg rồi. Dạ.
Rồi ok, Vĩ hiểu rồi, Vĩ xác minh vậy được rồi. Cho Vĩ nói chuyện với em gái chút xíu. Rồi em ơi, anh nói chuyện với em chút. Dạ, em nghe À, anh. vậy là ở đó là tất cả là bao nhiêu phòng vậy em? Dạ, 16 phòng anh. Cái nhu cầu là em muốn xin cho 16 phòng hết hả? Rồi ở đó cũng khó khăn giống nhau hay là có ai có điều kiện tốt hơn hoặc là này kia không? Cũng khổ không mà anh ơi, Ừ. cũng khổ, lớn Rồi. lớn tuổi không mà. Ừ. Rồi ok em, vậy là 16 phòng nhân cho 30 là bao nhiêu ta? Mỗi phòng 300, 10 phòng 3 triệu, 6 3 18 là 4 triệu 8. Phải không? Dạ. 6 3 18. 3 10 30. À, đúng rồi, 4 triệu 8. Anh sẽ gửi cho em 4 triệu 8. À, rồi trong cái 4 triệu 8 đó đó thì là em sẽ kêu lương thực thực phẩm về, rồi Dạ. chia bổ đồng cho bà con, thì cái trị Dạ. giá của phần quà là 300 ngàn cho một phần. Dạ. Đó, trị giá cho phần quà là mỗi 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 phần quà đó là 300 ngàn đồng, thì em cứ hoạch toán thử coi thử là nên mua những gì thì hỏi bà con ở đó, thì thấy cần thiết cái gì mua, ví dụ như là một chục ký gạo nè, rồi một thùng mì nè, rồi Dạ. một chục hộp dịch lộ, hộp dịch thứ gì đó, một chục cái hộp dịch hay là cái gì đó thì tùy ở bên em mua nha. Nhưng mà anh dặn nè, anh dặn là khi em mua về rồi đó, trước khi phát quà, cái khi mà phát quà đó là em quay lại cho anh co anh để anh trình lên cho Mạnh Thường Quân nghe không? Nhưng mà quay màn hình ngang như vậy nè. Đó, quay màn hình ngang như vậy chứ đừng có Dạ, đứng máy ngang. Rồi quay xong gửi qua bên Zalo cho anh nha em nha. Em gửi cái số tài khoản qua cho anh, rồi anh chuyển khoản qua cho em nha, rồi em kêu gạo này kia, kêu đại lý ai ai quen đó thì kêu nha. Rồi, ok, vậy đi em ha. em nhờ hỏi xin số tài khoản của ta, em không có, em không có xài. Ok, Em cũng dạ. vậy thì em hỏi ở phòng trọ đó ai có số tài khoản Vietcombank á thì gửi qua cho anh nha. Dạ. Cái Ok. dạ em cho. Rồi. Dạ chào cô nha. Dạ chào cô. Dạ bye bye cô nha. Dạ. Dạ. Gì bay lên gì bay? Giờ làm bắt đầu phát quà cho người ta. Trước tiên thì cũng có lời cảm ơn các mạnh thường quân bên kinh của anh Tiến Vĩ đã hỗ trợ cho bà con ở xóm trọ nghèo dân lao động làm hồ bán vé số, cũng gửi lời cảm ơn. Rồi nó đi rồi không bưng từ từ. Chị Phương nắm gì ba cái kẹt. Kẹt vô bưng đi kẹt. Giờ chị. Chạm. Giờ đi hả? Đi vô phải Rồi, nói gì vậy bà? Cảm ơn anh Vĩ nha, anh Vĩ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn chú Tấn Vĩ, chú ơi, chú Tấn Vĩ nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân bên kênh Cảm của ơn Mạnh Tiến Thường Vĩ. Quân. Chị cảm ơn chú Tấn Vĩ, Tấn Vĩ. Được chưa? Nè. Con chào bưng giùm đi. Tấn Vĩ đưa tao đi. Tới chị. Em để cái gạo dưới, để thùng mì trên, để gãy bơ bơ mì hết. Để gạo dưới đi. Nói cảm ơn Mạnh Thường Quân bên kinh cứu Tướng Dĩ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân bên kênh chú Tướng Dĩ. Rồi rồi. Rồi mới về đem. Hãy subscribe.
anh gà mưa giùm không anh? Dễ nha, dễ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân bên có chú tiếng Dĩ. Cảm ơn nhiều lắm. Chị kêu tên luôn á, chị phát chị kêu tên. Mình cũng gửi lời tới cảm ơn Mạnh Hùng, cảm ơn anh Tướng Dĩ. Đây cũng là xóm trọ nghèo. À, cũng cảm ơn anh Tướng Vĩ và các mạnh thường quân Vinh Kinh anh Tướng Vĩ đã hỗ trợ cho người dân xóm trọ nghèo, dân lao động ở vùng hồ mấy số thất nghiệp cũng một tháng mấy nay, cũng rất cảm ơn. Cảm ơn Mạnh Thường Quân Tướng Vĩ nha. À, cũng có tiếp sức về cũng bà con sống đã đắp đổi rồi chống chọi với cái mùa dịch này. Cảm ơn Mạnh Thường Quân Minh Kinh Minh Tướng Vĩ. Cái đó thì xịt nó có sao không? Không sao đâu. Nó cồn thuốc khử mà. Rồi cảm ơn Mạnh Hùng Quân chứ mà anh Tướng Vĩ. Tướng Vĩ. Lụm nó mới em. Chào Mạnh Hùng Quân nữa nè. Alo. Rồi anh ạ. Trước hết là cảm ơn Mạnh Thường Quân, sao nữa cảm ơn chú Dĩ nè, chú Dĩ cảm ơn nhiều. Đây bây giờ ra đây 10 giờ hả em? 10 giờ bây giờ em qua được không? Bây giờ anh đang phát cho bà con nè, em phát cho đang phát cho bà con ở đây nè, một ít của Mạnh Thường Quân bên anh Tướng Dĩ nè. Em 10 giờ qua không? Em qua được không? Giao hết thì trời. Rồi về anh thay mặt nhà trọ cảm ơn em nhiều nha. Trời ơi, kêu đi giao khác có chuyện đi trời. Anh thầy cô bác nó có hiểu không đâu mà. Ai nữa? Đây ai nữa kìa. Vậy chạm đi. Tôi giữ cái chiếc xe nội ơi. Lấy luôn đi, còn lấy lại đi. Lấy đây mà để xe đi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân anh Kinh cái thứ gì nha. Con hổ nào còn chưa? Có chưa? Nậu cái nói. À. Chú tư Túc, mày lấy cây với tôi đem cho cổng đi. Kêu vô. Kêu vô luôn. Thôi để lên dì ba, để đi con đem con mãi thôi dì ba. Cho người ta không có đi được. Anh Vĩ ơi, vì dịch bệnh cho nên em có đột khẩu trang nói chuyện với anh, đợi anh thông cảm nha. Còn ai chưa có nữa hả? Ai chưa có rồi vậy nha. Đi chú Sách nhận. Còn Sách nữa. Ai chưa có rồi nhận ha. Sách ơi. 10 giờ còn 18 hồi nhỏ đó. Dạ, thay mặt tất cả các bà con ở khu dãy trọ nghèo này, cũng một lần nữa là gửi lời cảm ơn, rất là cảm ơn đến Mạnh Thường Quân của kênh bên anh Tướng Vĩ đã hỗ trợ cho bà con được một chút quà như vậy, là cũng rất là quý trong cái thời buổi dịch mà bà con không có làm được. Cũng gửi lời rất là cảm ơn đến Mạnh Thường Quân và bên kinh quân Tướng Vĩ, và một lần nữa gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân và anh Tướng Vĩ
đã làm một cái nhịp cầu nối để cho bà con có được một cái sức quà như vậy để nấu cơm ăn, để cuộc sống qua ngày, đắp đổi qua ngày để chống chọi với trong lúc bệnh dịch như thế này. Cũng rất là cảm ơn anh Tuấn Vĩ và Mạnh Thường Quân. Chào em. Dạ. Ừ. Dạ. Sáng mai phát được sớm vậy đó hả? Dạ. À, em tưởng là 6 giờ 8 giờ mới đem qua. Ai về người ta đem qua sớm đó. Ừ. Rồi cái em phát luôn. À. Ok, rồi chúc anh chị em ở phòng trọ an toàn nha. Dạ. Con cảm ơn mấy cô mấy chú Mạnh Thường Quân bên kênh của anh Tấn Dĩ nha. Ok, rồi để anh chuyển lời. Ok em nha. Dạ. Rồi chào em ha. À, thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ qua nhóm của em Ngọc thì Tuấn Vĩ đã thay mặt cho Mạnh Thường Quân hỗ trợ được cho bên nhóm của em Ngọc là 16 phần quà, tức là 16 phòng trọ đó quý vị. Trong 16 phòng trọ này thì Tuấn Vĩ xin trích ra tiền của Mạnh Thường Quân là 4.8 triệu. Trong 4.8 triệu đó thì Tuấn Vĩ xin trích ra của các Mạnh Thường Quân là 4 triệu, còn 800 ngàn đồng thì cho Tuấn Vĩ được hùng. Giờ đây Tuấn Vĩ xin đọc tên của 4 Mạnh Thường Quân mà đã chi ra 4 triệu đồng như sau. Đó là của chị Ngọc Dung ở Thủ Đức 1 triệu nè, rồi của chị Phương Mai ở Úc Châu 1 triệu nè, rồi của chị Ly Huỳnh ở Mỹ 1 triệu, rồi của chị Hà Nhi 1 triệu và của Tuấn Vĩ là 800 ngàn đồng. Xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị chúng ta đã có cái gọi là tương thân tương ái để giúp đỡ cho những người gặp khó khăn trong thời gian qua. Đặc biệt là cảm ơn tới những Mạnh Thường Quân mà đã chung tay với bên kênh của Tuấn Vĩ Kết Nối Yêu Thương để giúp đỡ cho những người nghèo. Xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị chúng ta đã quan tâm và theo dõi. Chúc cho quý vị luôn vui khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị.